Để in hoặc xem, tổng hợp nhập xuất tồn, bạn kích vào phân hệ, vật tư hàng hóa. Kích vào biểu tượng, nhập xuất tồn, bạn nhập ngày tháng và các thông tin cần lọc để xem báo cáo. Kích chuột vào nhận. Bạn di chuyển con chuột đến mặt hàng cần xem chi tiết, bấm F5. Bấm F7 để in hoặc xem báo cáo.